Nehemi chương 10. Chương này nói về giao ước của Israel với Đức Chúa Trời. Phần A là danh sách những người đã ký giao ước, câu 1 đến câu 8. Nehemi và những thầy tế lễ ký kết giao ước. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn, là con trai của Hakalia và Zedokia, Serasa, Asaria, Jeremy, Faruser, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Kinethon, Baruch, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Binkai, Semasa, ấy là những thầy tế lễ. Những người ký vào trong giao ước vào cuối Nehemi chương 9 thì dân sự đã đi đến điểm quyết định. Và bây giờ tập thể toàn dân sẽ làm điều gì đó về sự việc này bằng cách là ký kết một giao ước. Nehemi chương 9 câu 38 mang lại ý nghĩa cho điều này. Ở đây chép rằng, dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Trong Nehemi chương 9 câu 38, lập giao ước có nghĩa đen là cắt một giao ước. Cụm từ này được sử dụng vì các giao ước không được ký kết ở trong thế giới cổ đại mà là cắt trong nghĩa đen tiếng Hebrew. Hầu như luôn luôn có một con vật được hiến tế như một phần của việc ký giao ước. Một giao ước luôn phải trả giá bằng một cái gì đó và quan điểm quyết định của chúng ta sẽ phải trả giá một cái gì đó. Cuộc sống riêng tư, sự thoải mái, sự dễ chịu, an nhàn, một số thú vui, chóng qua của thế gian này. Những người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Thật tuyệt vời khi cả nước cảm thấy rằng cần phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề tội lỗi giữa họ. Nhưng điều đó sẽ vô nghĩa trừ khi các cá nhân đứng ra nói, chúng tôi sẽ làm gì đó về vấn đề này. Đây là những người lãnh đạo, tổng cộng là 84 người, sẵn sàng ghi tên mình vào hàng ngũ giao ước trước mặt Đức Chúa Trời. Trong giao ước ấy, những người này vào thời Nehemi biết phong tục lập giao ước và họ biết các giao ước quan trọng như thế nào đối với Đức Chúa Trời. Họ nhớ Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham, hứa rằng cả một dân tộc và đấng Messi sẽ ra từ ông. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Môi-se và dân tộc Israel khi Ngài ban luật pháp cho họ tại núi Sinai. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với vua David, hứa rằng đấng Messi sẽ xuất thân từ gia đình ông, từ dòng dõi ông. Nhưng giao ước lớn nhất, giao ước mới là do đấng Messi thiết lập vẫn chưa đến. Câu 9 đến 13. Bây giờ là những người Lê-vi ký giao ước. Những người Lê-vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, Cadmien và các anh em của họ, Sebania, Hodasa, Kelita, Belasa, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakua, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Câu 14 đến 27. Các quan trưởng của dân sự là Pharos, Phabat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Akad, Bebai, Adonisa, Biết Vai, Adin, Ate, Esetia, Asura, Hodia, Hasum, Betsai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiach, Mesulam, Hesia, Mese, Sabeen, Sadok, Sadua, Felatia, Hanan, Anasia, Ose, Hanania, Hasuk, Halobet, Bila, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Phần B, các điều khoản của giao ước. Câu 28 đến 29. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim. Các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có tri thức và sự thông sáng, đều hiệp nhau theo các anh em và các tước vị của mình, mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Trong câu 28 nói dân sự còn sót lại. 84 người được đề cập trước đây đã niêm phong giao ước, những người còn lại, tức là tất cả những người có kiến thức và hiểu biết, cũng đã lập giao ước cùng với Đức Chúa Trời. Họ thề hứa đi theo luật pháp của Chúa. Khi lập giao ước, họ đồng ý chấp nhận lời rủa sả từ Đức Chúa Trời nếu họ không tuân theo luật pháp của Ngài. Họ chấp nhận lời nguyền như một hình thức sửa dạy của Ngài để đưa họ trở lại sự vâng phục.
Nhiều người trong chúng ta đã làm điều tương tự, có lẽ chúng ta đã không cầu nguyện, Chúa ơi, xin nguyền rủa con, nếu con không vâng lời Ngài. Nhưng nhiều người trong chúng ta đã cầu nguyện, lạy Chúa, dù thế nào đi nữa, con cũng muốn theo Ngài. Dù thế nào đi nữa, con cũng muốn trở thành người của Ngài. Hay có thể chúng ta đã cầu nguyện, lạy Chúa, nếu thế nào, thì Ngài sửa trị con. Về cơ bản thì đó là lời cầu nguyện giống nhau, và đó là một lời cầu nguyện tốt. Trong câu 28 thì nói là có vợ, con trai, con gái, những người có tri thức và hiểu biết. Họ đã lập giao ước này một cách công khai, mặc dầu ý nghĩa quan trọng nhất của nó là giữa cá nhân và Chúa. Nhưng điều quan trọng là những người khác phải là nhân chứng cho giao ước. Một giao ước công khai có nghĩa là trách nhiệm giải trình. Câu 30. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lĩnh vực đầu tiên mà họ cần quyết định đó là họ sẽ trung tín, trung thành với Chúa trong cái mối quan hệ về hôn nhân của mình. Lời hứa này được gửi đến các bậc cha mẹ bởi vì ngày đó cha mẹ là người quyết định việc kết hôn chứ không phải là con cái. Nếu giao ước này được lặp lại ngày nay, nó sẽ không tập trung vào cha mẹ mà vào những con người, những cá nhân muốn kết hôn. Họ hứa rằng sẽ không gả con gái của mình làm vợ cho các dân ở trong xứ. Điều này bảo tồn nguyên tắc quan trọng là một người theo Chúa chỉ nên kết hôn với một người tin Chúa cũng cùng một cam kết tương tự. Kinh nghiệm và sự quan sát cho thấy điều quan trọng là phải lựa chọn người phối ngẫu của mình một cách cẩn thận và cầu nguyện. Nhiều người trong chúng ta có những câu chuyện đáng chú ý về cách chúng ta đến với người bạn đời của mình. Một số câu chuyện thì lãng mạn, còn những câu chuyện khác thì khá là kỳ lạ. Khi một cặp đôi đến với nhau, Chúa muốn biến cuộc hôn nhân đó thành một điều gì đó đặc biệt trước mặt Ngài và mong muốn kéo cặp đôi lại gần nhau hơn khi họ đến gần Chúa hơn. Như các cạnh của một tam giác xích lại gần nhau hơn khi họ được nâng lên cao hơn. Nhưng nếu bây giờ bạn chưa kết hôn thì điều quan trọng là bạn phải lập cùng loại giao ước đó. Nếu bạn đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa Jesus Christ, sẽ có những khó khăn nếu bạn kết hôn với một người đã dâng hiến cuộc đời mình cho một điều gì đó khác. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh đó bây giờ, Chúa có thể làm những điều vĩ đại, nhưng bạn đừng bao giờ cố ý chọn ở vị trí đó ngay từ đầu. Toàn bộ ý tưởng về hôn nhân được kết nối chặt chẽ với ý tưởng về giao ước. Malachi chương 2 câu 14 nói, các ngươi lại nói rằng, vì sao ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Hôn nhân là một giao ước giữa hai vợ chồng, giữa họ với mọi gia đình và những người chứng kiến, nhưng quan trọng nhất là giữa họ với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiểu hôn nhân như một giao ước, chúng ta có một điều gì đó gắn kết chúng ta với nhau mạnh mẽ hơn trong sự mong đợi của xã hội. Bền vững hơn tình yêu, lãng mạn và chắc chắn hơn những khoảng thời gian hạnh phúc. Chúng ta có một giao ước, tức là tưởng hạnh phúc thì chắc chắn nhưng chính những cái đó cũng không có giữ mà cái giao ước nó mới giữ. Câu 31. Lại hứa rằng, nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Lĩnh vực quyết định thứ hai là họ sẽ trung thành với Chúa khi kinh doanh. Theo luật cựu ước, Đức Chúa Trời phán rằng không ai có thể mua bán bất cứ thứ gì trong ngày Sa-bát. Những công dân của Jerusalem này đã vi phạm luật này và giờ đây họ lập giao ước lại với Đức Chúa Trời để tuân theo luật đó. Chúng tôi sẽ chẳng mua bán gì vào ngày Sa-bát hết. Động cơ vi phạm luật này rất rõ ràng. Họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi bán hàng vào ngày thứ bảy trong tuần thay vì 6 ngày đầu. Đây là một giao ước chỉ kiếm tiền theo những cách vâng lời và tôn vinh Chúa. Đây là một thách thức lớn đối với hội thánh ngày nay, khi nhiều người đang làm những công việc mà họ có cơ hội kiếm tiền theo những cách không tốt trước mặt Chúa. Chúng ta cần có cùng tấm lòng như họ đã có ở đây và giao ước trước Đức Chúa Trời là chỉ kiếm tiền theo những cách vâng lời và tôn vinh Ngài. Nhiều người trong chúng ta, như trường hợp của Nehemi, áp dụng những thực hành này một cách tinh vi. Chúng ta không thức dậy vào buổi sáng và nói rằng chúng ta sẽ đi tắt, lừa gạt người khác và lừa gạt hệ thống. Chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta nghĩ mình bắt buộc phải làm như vậy. Cần phải thanh toán hóa đơn, bọn trẻ cần đồ đạc, sau đó chúng ta làm điều gì đó bởi vì nó hoạt động trong cuộc sống. Nhưng chúng ta không thật sự cần phải làm như vậy. Nếu chúng ta tin cậy Chúa, Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Chúng ta không bao giờ nên tin cậy vào cách kinh doanh hay là sự khéo léo của mình hơn là tin cậy Chúa ở trên thiên đàng. Câu 32-39. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi.
về bánh truyền thiết, về của lễ chay thường dâng, về của lễ thiêu hàng hiến, về của lễ dâng trong ngày Sa-bát, trong ngày mùng 1 và trong các ngày lễ trong thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dâng củi lửa đang mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Jehovah, lại chiếu theo luật pháp đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi hoặc chiên hay bò đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên bông trái của các thứ cây rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của chúng tôi sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát, vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Đây là những quyết định của họ về trong sự cam kết. Đây là lĩnh vực quyết định thứ ba mà họ cam kết với Chúa, là họ nói rằng chúng tôi sẽ trung thành với Chúa khi phục vụ Chúa hay là hỗ trợ những công việc của nhà Chúa. Trong câu 32 nói, chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Họ đặt ra một khoản thuế hàng năm để hỗ trợ các hoạt động của ngôi đền. Họ yêu cầu người dân luân phiên mang gỗ đến hội thánh, họ cam kết tuân theo mệnh lệnh, mang con đầu lòng và trái đầu mùa và phần 10, 10% sản phẩm từ đất đai của họ đến nhà của Đức Chúa Trời. Họ chỉ đơn giản làm hai việc. Đầu tiên, họ đồng ý dâng hiến như Đức Chúa Trời đã truyền dạy, con đầu lòng, trái đầu mùa và phần 10. Thứ hai, họ đồng ý cho đi khi có nhu cầu đặc biệt, 1/3 thuế, xiếc lơ và gỗ. Con đầu lòng và trái đầu mùa là những cách bố thí mạo hiểm vì đất đai của bạn có thể không sinh sản nhiều hơn nữa và bò cái của bạn có thể không sinh con nữa. Tuy nhiên, con đầu lòng vẫn thuộc về Chúa và được trao cho các thầy tế lễ. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho việc dâng trái đầu mùa cho con đầu lòng trong đức tin. Hãy tôn kính Chúa bằng của cải và hoa quả đầu mùa của mọi sản vật của con. Trong Châm Ngôn chương 3 câu 9 đến câu 10 là hãy lấy tài vật và huê lại đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Câu 39 nói rằng chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Lìa bỏ hay là có bản dịch nói rằng không bỏ bê nhà của Đức Chúa Trời. Nếu trước đây họ giao ước chỉ kiếm tiền theo những cách làm vinh hiển Chúa, thì ở đây họ giao ước tiêu tiền của mình theo những cách tôn vinh Đức Chúa Trời và bắt đầu tất cả bằng việc dâng hiến cho Chúa. Chúng ta sẽ không bỏ bê nhà của Chúa. Nói một cách đơn giản, Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần phải là người cho đi, không phải vì lợi ích của những người mà chúng ta cho đi, mà bởi vì việc cho đi khiến trái tim chúng ta hướng về vật chất. Chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho vĩ đại nhất. Nếu bạn giữ tiền quá chặt đến mức không phải là người cho đi thì bạn đã bộc lộ tấm lòng của mình khi nói đến tiền bạc. Tân ước nói rất rõ ràng về nguyên tắc ban cho. Việc cho đi đó phải thường xuyên có kế hoạch tỷ lệ và riêng tư, rằng nó phải được cho đi một cách hào phóng, tự do và vui vẻ. Nếu bạn miễn cưỡng trở thành người cho đi như Kinh Thánh dạy, bạn chỉ cần nói chuyện với những người có lòng cho đi. Họ hỏi xem việc dâng hiến như Chúa bảo là một phước hạnh, một phước lành hay là một lời nguyền trong cuộc đời họ. Chúa hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ nợ chúng ta bất cứ điều gì và chúng ta không thể dâng hiến nhiều hơn Chúa, mặc dầu số tiền nhận được thường tốt hơn nhiều so với tiền đô la và tiền xu.